Ela jogou uma pedrinha. Olha só. Nat nah apa dorit. Hah? Dorit. Đi chơi qua chốt mọi người nha. Đây. Chuẩn bị lên đường ạ. Lên đường thôi. Đây nha mọi người. Mình đến gần quạt gió rồi nha. Đi 5 cây nữa là tới. Thế như thế này nhưng mà vẫn còn xa lắm mọi người nha. Đây mình nhóm mình đi xem quạt gió. Mọi người đi theo nha mọi người nha. À, đây này. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi mọi người nha. Đấy, đây là trụ mình đã tới nơi rồi. Chào mọi người nha. Mình chúng mình qua đây rồi. Các bạn thấy không? Đây là quạt gió. Quay lên đi. To lắm các bạn ơi. To lắm. Chào mọi người ạ. Bây giờ tôi đã đến nơi rồi. Nghe nói là quạt gió ở đây là rất là đẹp. Mà hơi sợ các bạn ạ. Sợ to lắm mọi người. Kêu nữa. Đã lâu rồi mình nghe và nhìn từ xa. Nhưng bây giờ bắt đến và xem quạt gió như thế nào, to cỡ nào. Đây, cách nhau cũng xa đó.